Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 đang diễn ra ở Bangkok, Thái Lan, ngay trong lúc tình hình Biển Đông đang căng thẳng khi tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở phía nam Biển Đông. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với luật sư Hoàng Duy Hùng về vấn đề này. Xin chào luật sư Hoàng Duy Hùng ạ. Xin kính chào anh Vũ Hoàng Lân và xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Phố Bô Sa TV. Tôi Hoàng Duy Hùng đang lang thang trên đường xá của tiểu bang Arizona và thấy một hội nghị rất quan trọng, cả đêm phải thức khuya để mà lược đọc các tin tức và bị anh Vũ Hoàng Lân bắt cóc để mà tường trình với quý vị những gì đang diễn ra tại Bangkok. Ban đêm thì thức đọc tin tức, ban ngày thì phải lái xe. Luật sư bảo trọng trong cái vấn đề lái xe trong những chặng đường tới, thưa luật sư. Quay trở lại hội nghị bộ trưởng ASEAN, quá nhiều những tin tức dồn dập trong hội nghị bộ trưởng này liên quan tới cái vấn đề căng thẳng trên Biển Đông. Xin lược qua một vài điểm trước khi nghe những cái nhận định của luật sư. Chúng tôi ghi nhận thấy là Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã lên án cách hành xử của Bắc Kinh ở Biển Đông ngay sau cuộc gặp gỡ của ông và Ngoại trưởng Trung Quốc tại Bangkok. Về phía Việt Nam thì Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lên án tàu Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam, kêu gọi ASEAN đoàn kết trước hành vi xâm phạm của Trung Quốc. Phía ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về Biển Đông. Về phía Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng các quốc gia ngoài khu vực không nên cố tình khuếch đại các khác biệt hoặc tranh chấp từ quá khứ để gây mất lòng tin giữa Trung Quốc với các nước ASEAN. Mặc dù không đề cập trực tiếp nhưng ai cũng hiểu được rằng tuyên bố này được cho là nhắm vào phía Mỹ. Thưa luật sư, với rất là nhiều những phát biểu của các bộ trưởng ngoại giao trong hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 52, luật sư cho nhận định của luật sư ạ. Thưa anh Lân, là hôm nay chúng ta làm một cầu truyền hình mà không có hình, chỉ có tiếng nói của tôi với cái hình ảnh là tôi đang lái xe. Vì nếu mà tải hình lái xe đó thì có thể nó bị trục trặc về âm thanh hoặc là về hình ảnh. Cho nên trước tiên tôi xin quý vị khán thính giả thông cảm và tha lỗi cho chúng tôi không có hình ảnh trực tiếp. Cái hình mà tôi đang ngồi lái xe chắc là cũng đủ để sự tượng trưng đến quý vị khán thính giả. Năm nay, hội nghị bộ trưởng của ASEAN họp ở tại Bangkok, thưa anh Lân, và nước chủ nhà là Thái Lan. Và họ mời hai vị quan khách rất quan trọng mà không ở trong khối ASEAN. Đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ là ông Pompeo và ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga là ông Lavrov. Lý do đó mà họ mời hai vị ngoại trưởng này đến đó, thì theo như bình luận của thông tấn xã AP, đó là vì cái khối ASEAN muốn vươn mình để có một cái vị trí đứng trong cái trò chơi về quyền lực. Cho nên là họ mời hai vị bộ trưởng này đến để chứng nhận và xem những cái gì diễn ra ở tại Bangkok. Tuy nhiên, tôi đọc và tôi cũng thấy có những cái comment khác thì họ cho rằng là chơi cái đó là nói có lấy lệ. Chứ thật ra mời hai vị này đến không phải là chỉ để là muốn nâng cái vị trí quyền lực của khối ASEAN lên. Là tại vì đó mỗi một khối họ có cái sức mạnh tự tại của họ thì họ cũng đã có thể chứng minh được cái quyền lực của họ rồi. Vậy thì mời hai người này là Ngoại trưởng của Nga và Ngoại trưởng của Mỹ đến trong kỳ họp này là vì có mục đích là muốn nói chuyện về vấn đề Biển Đông. Mà Biển Đông á, thì ông Trung Quốc ông hung hăng quá, cho nên cần phải có tiếng nói của Mỹ trực tiếp và có tiếng nói của Nga trong cái vụ mà Nga có liên doanh với Việt Nam đặt một cái khoang dầu 14.000 tấn ở tại khu vực bãi Tư Chính. Cho nên người ta cho rằng là cần phải mời hai vị ngoại trưởng cao cấp của Nga và của Mỹ là một hình thức làm áp lực lên trên Trung Quốc. Trước khi mà vào hội nghị
trước khi có tiếng nói trực tiếp của ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Pompeo, thì anh Lân cũng đã nói và rất chính xác, đó là ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh của Việt Nam khai pháo trước, nói thẳng với ông Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, đó là các anh Trung Quốc đã lấn sân, đã vi phạm Công ước Quốc tế về biển năm 1982, đã đặt vào một cái tình trạng căng thẳng ở tại khu vực bãi Tư Chính. Sau đó đó thì cái cuộc họp nó diễn ra, thì người ta nói rằng là các bộ trưởng của các quốc gia khác cũng nói, nhưng mà không có nói tên ông Trung Quốc. Họ nói rằng là chứ có một quốc gia vi phạm quy ước của Hiệp ước về biển năm 1982, thì tức là chỉ có ông Trung Quốc thôi, ông vi phạm, ông lấn vô cái thềm lục địa của Việt Nam. Ông đã đặt bút, ông ký mà ông không có chịu tôn trọng. Thì anh Lân cũng đã nói rồi, ông Vương Nghị ông mới nói chứ không, ông có nói với người ta, ông cho nói là chứ Trung Quốc có chủ quyền lên trên cái gì đó và Trung Quốc không có vi phạm. Nhưng mà nó có một cái vấn đề, đó là khi mà người ta lên tiếng về cái hành vi của Trung Quốc lấn sân ở tại khu vực bãi Tư Chính đó, một số ký giả họ viết có lẽ là một là do sự sơ sót, mà cái sơ sót này thì rất là nguy hiểm. Hai là cũng có một sự chủ ý là biến cái khu vực bãi Tư Chính đó là trở thành, mở ngoặc và đóng ngoặc bằng tiếng Anh đó, là disputed water, tức là họ nói rằng là chứ cái kỳ vừa rồi diễn ra có một cái sự căng thẳng, standoff at the disputed waters. Thưa với quý vị, kỳ vừa rồi có một sự căng thẳng, standoff giữa Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi Tư Chính, là trong trong thềm lục địa của Việt Nam, không phải là ở cái khu vực tranh chấp ở Trường Sa. Cho nên là cái khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam là của Việt Nam, không phải của ông Trung Quốc hay là những quốc gia nào như Mã Lai hay Brunei dòm ngó, nghĩ rằng là hy vọng ông Trung Quốc có chuyện gì đó tạo ra một cái thế tranh chấp, rồi để rồi á có một cái sự tranh chấp đã rồi, the factor dispute, cho để rồi là nói rằng đây là disputed waters. Tôi Hoàng Duy Hùng lên án việc đó đã. Vì các ký giả này, một là sơ ý, hai á là có chủ ý, mà nếu mà có chủ ý đây á là vì họ muốn biến cái khu vực này đang là cái khu vực chủ quyền của Việt Nam trở thành một cái khu vực có tranh chấp, mà có tranh chấp thì tức là mai mốt chia chác, thì họ họ mong rằng có sự chia chác gì đó, họ có chút quyền lợi, cho nên họ viết bằng cái lời văn như vậy bằng tiếng Anh. Thì tôi lên án chuyện này. Rồi sau đó đó, thấy các bộ trưởng ở trong khối Asian khá là không có nói chữ là nóng, tại vì ở trong đó họ đều dùng những cái từ ngữ rất ngoại giao, nhưng mà ám chỉ ông Trung Quốc rất là nặng nề. Thì ông Mike Pompeo gặp ông Vương Nghị trực tiếp và nói rằng là chứ cái việc lấn sân của Trung Quốc ở tại cái khu vực vừa rồi đó là một điều vi phạm điều luật quốc tế năm 1982 về biển, đó là mỗi một quốc gia có một cái khu vực hải phận, tức là thềm lục địa 200 hải lý, thì đây là của Việt Nam. Nói chung là trong cái hội nghị của Asian tại Bangkok diễn ra ngày 31, họp các bộ trưởng thôi, thì các bộ trưởng kỳ này phải nói rằng là rất là ủng hộ Việt Nam. Các bộ trưởng khối Asian không ủng hộ ra mặt hết, nhưng mà ủng hộ một cách ngấm ngầm, tại vì họ có nói lên một chút số về gì vấn đề nó yểm trợ cho cái quyền, cái thế đứng của Việt Nam. À, nhưng mà tôi nói rằng có một chút xíu một sự đó, đó là một số ký giả như Thái Lan rồi Ấn Độ mà họ bình luận trên các cái tờ báo tiếng Anh của như là AP gì đó, thì họ cho rằng đó là chữ disputed waters, thì chúng ta là người Việt Nam nên nói thẳng và chỉnh trước liền. Và tôi Hoàng Duy Hùng xin điều chỉnh cái chuyện này ngay lập tức, là yêu cầu những ký giả kia không được viết đây là disputed waters, mà nói rằng đây là khu vực chủ quyền của Việt Nam, chấm hết, chứ không còn có một cái bước thứ hai nữa. Thưa anh Lân, đó là sự kiện xảy ra trong ngày 31 tháng 7
2019, mà trong cái hội nghị này cũng có nhiều điểm chúng ta cần phải nhận định. Điểm thứ nhất là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam là ông Phạm Bình Minh. Tôi phải vỗ tay tặng ông Phạm Bình Minh một bó hoa kỳ này. Tại sao? Vì bước vô bàn hội nghị, ông là cái người khai pháo trước, là tức là một quốc gia nhỏ về luật, nhưng mà vì trong cái vấn đề ngoại giao không có nổ súng, phải không? Cho nên là ông đã nói lên được cái khẳng định của Việt Nam, chủ quyền của Việt Nam ở tại khu vực bãi Tư Chính. Ông đã cương quyết nói liền, nói thẳng với mặt ông Vương Nghị, chứ không phải mà như một số người nói chữ hèn nhát. Tôi không đồng ý cái chữ hèn nhát đó. Đây là một sự khéo léo, và khi đúng chỗ, đúng lúc, ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam là ông Phạm Bình Minh kỳ này đã lên tiếng một cách rõ nét, để rồi ông được cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và của các quốc gia trong vùng. Và đặc biệt là các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của khối ASEAN, mặc dầu họ cũng biết rằng là ngoại giao trên quyền lợi, họ thấy có những cái quyền lợi như thế nào đó, họ hỗ trợ một cách âm thầm cho Việt Nam, cho cái lời nói của ông Phạm Bình Minh, và ra mặt hỗ trợ một cách công khai là ông Ngoại trưởng Mike Pompeo của Hoa Kỳ. Còn á, chưa có phát biểu chính thức như ông Ngoại trưởng Lakoff, nhưng mà ai cũng biết rằng ông đang theo dõi kỹ, tại vì cái nước cờ mà của Nga xô đi vào nước cùng á, nước cuối cùng á, là một nước cờ rất quan trọng. Nếu mà Nga xô lên tiếng nữa thì ông Trung Quốc phải liệu hồn. Nào, cho nên tôi cái điều thứ nhất là hỗ trợ tán dương và tặng một bó hoa cho ông Ngoại trưởng của Việt Nam là ông Phạm Bình Minh đã khẳng định được vị trí chủ quyền của Việt Nam ở trong hội nghị này. Điểm thứ hai mà chúng ta nhận thấy đó là các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của các quốc gia, họ đều nói cái danh từ rất rõ ràng là stand off. Trong cái kỳ vừa qua chỉ có stand off. Cho nên những ai nói những cái danh từ khác, thí dụ như là đụng độ về quân sự, nổ súng rồi gì đó là không có. Rõ ràng là như vậy, là có hình thức nào đó người ta đã xác nhận một cách trực tiếp, đó là ở tại khu vực bãi Tư Chính những tuần qua là có những sự căng thẳng, nhưng không phải là có sự đụng độ. Có những cái gì mà gọi là có thể có chiến tranh, nhưng không có nghĩa rằng là có trận đánh. Thí dụ như có những cái chiếc máy bay bay lên trên bầu trời đó, thì đó cũng chỉ là một sự chuẩn bị chiến tranh stand off, chứ chưa có một sự nổ súng nào, chưa có một viên đạn nào bắn ra. Cho nên chúng ta cần khẳng định cái dữ kiện đó là chỉ có một stand off, và người Trung Quốc, ông binh pháp Tôn Tử đó, ông Tôn Tử, ông hồi xưa ông nói là biện pháp để ngăn chặn chiến tranh hay nhất đó là chuẩn bị chiến tranh. Khi mà đối thủ thấy mình có chuẩn bị chiến tranh thì đối thủ chùn bước. Thì trong kỳ vừa qua, Việt Nam chuẩn bị chiến tranh nhưng không có chiến tranh. Chuẩn bị chiến tranh tức là có kêu các quân binh dân chủ, binh chủng của Hải quân Việt Nam đó, là thí dụ như là ông Nguyễn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp Bộ Chỉ huy Hải quân nói rằng là chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị hết, tức là quân lính, quân nhân là phải chuẩn bị chiến tranh, rồi máy bay chuẩn bị, tàu bè chuẩn bị, nhưng không có nghĩa là có nổ súng hay có trận chiến rồi, hoặc là có sự đụng độ. Đó là những cái kết luận một cách gián tiếp ở tại cái cuộc hội nghị ASEAN vừa rồi. Các bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trong đó có tiếng nói của Phạm Bình Minh, là nói chữ rất là rõ ràng là chỉ có stand off, chứ không phải là có nổ súng hay là đánh nhau. Và các bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu cả hai là phải giải quyết vấn đề trong hòa bình, không được bước xa hơn để mà có vũ lực. Thì chúng ta cũng đã thấy rằng là cái điều này nó hợp ý với lời tuyên bố của bà Lê Thị Thu Hằng, là bà phát ngôn viên ngoại giao của Việt Nam, đã từng tuyên bố rằng là Việt Nam chủ trương giải quyết vấn đề căng thẳng trong sự hòa bình, đối thoại, chứ không có bằng vũ lực. Thì ông Phạm Bình Minh, ông rất hoan hô việc này trong kỳ vừa qua. Điểm thứ ba, đó là sau khi đó mà thấy các bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng với có mặt cái sự
góp ý của ông Mike Pompeo. Thì ông Vương Nghị đó, ông mới nói một câu là ông nói rằng là chứ là Trung Quốc sẵn sàng giải quyết vấn đề với quốc gia mà đối tác, tức là đối quốc gia đang có vấn đề với Trung Quốc, nhưng không muốn có những ai đó mà đứng thọc cậy bánh xe, đứng suối rồi kích động giữa các bộ trưởng với nhau. Ý đây ông không phải ông nói Việt Nam, mà ý đây là ông căm tức ông Mike Pompeo, ông căm tức ông Hoa Kỳ, ông căm tức ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông cho rằng Hoa Kỳ, nhất là ông Mike Pompeo, là người đã cùng cộng tác với ông Phạm Bình Minh đi, gọi là bỏ nhỏ đi mà nói với các bộ trưởng kia rằng là cho nhớ nha, đây là cái việc làm sai trái của ông Trung Quốc nha. Bây giờ đó là Việt Nam là đúng chung với Hoa Kỳ, nếu mà hỗ trợ Việt Nam thì chắc chắn sẽ được Hoa Kỳ hỗ trợ, đi theo ông Trung Quốc là mất mạng, không có được cái gì hết. Ý là như vậy. Thì các ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kỳ này của khối Asian, họ ngại, không dám nói thẳng tên ông Trung Quốc, nhưng mà cũng nói cho người ta đủ hiểu đó là tất cả phe thành một khối Asian lên tiếng hỗ trợ cho Việt Nam, dầu không phải là chỉ trực tiếp mà là gián tiếp, để nói lại tiếng nói cân bằng với Trung Quốc. Đó là ánh nhìn của tôi trong cái hội nghị kỳ vừa rồi ở tại Bangkok của các bộ trưởng bộ ngoại giao khối Asian. Thưa anh Vũ Hoàng Lâm, theo luật sư thấy thì trong những ngày tới phía Nga sẽ có biểu tỏ rõ ràng hơn hay không, và sẽ đi về cái hướng như thế nào thưa luật sư? Nước Nga qua ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lavrov ngay trong hội nghị, thì cho tới giờ phút này mà tôi đang đọc các báo chí trên mạng đó, thì tôi không thấy có một lời nói nào, mà là chỉ là quan sát và mỉm cười cũng như cái gì đó gật gật ù ù thôi. Tức là một cái vị chưa cái nước cờ mà cần đi đó thì ông chưa có đi. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên điểm thứ nhất là cái giàn khoan 14.000 tấn của Việt Nam liên doanh với Nga đó, mà đặt ở tại bãi khu vực bãi Tư Chính đó, khoan xuống đó, chưa có bị thiệt hại, cho nên nước Nga chưa có nóng lòng. Tức là như vậy đó, là rõ ràng là chưa có cái gì mà đụng tới làm hư hại cái giàn khoan 14.000 tấn này. Chứ nếu mà đụng vô cái giàn khoan 14.000 tấn này có bị cái sự thiệt hại hư hại gì đó, thì chắc chắn ông đã lên tiếng, ông nói rằng là chứ, ê, hãy nhớ rằng cái giàn khoan 14.000 tấn này là có phần của chúng tôi, là nước Nga. Nhưng mà ông im, là tức là chưa bị thiệt hại gì. Điểm thứ hai nữa là ông im là tại vì cái thế của Nga đó là một cái thế rất lớn, và họ ở sát liền với ông Trung Quốc trong quá trình nhiều năm, có những cái liên minh, thí dụ như cái thời kỳ của đệ nhị thế chiến, họ đã từng là đồng minh với Trung Quốc, rồi giúp cho Trung Quốc cái gọi là quốc tế vô sản, cộng sản, vân vân. Cho đến khi mà Đông Âu sụp đổ và Liên Xô sụp đổ, thì cái sự liên đới đó nó vẫn còn, nhưng mà họ ở trong một cái tình thế khá bấp bênh và tế nhị, cho nên chỉ cực chẳng đã thì họ mới lên tiếng. Vậy thì đó là đây là cái nước cờ ngoại giao hay hay dở của Việt Nam, phải kéo ông Nga về với mình bằng mọi giá. Mà ông Nga đó thì ông về rồi đó, thì Trung Quốc phải e ngại là thấy Việt Nam có sự liên minh được với nhiều quốc gia như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, rồi bây giờ Nga, rồi luôn cả với cả Úc Châu vân vân, thì chắc chắn là những tham mưu của Trung Quốc phải nói với ông Trung Quốc, ê, mình chớ mà cắn vô cái chỗ này, phải rút ra khỏi cái bãi Tư Chính, vì có lẽ là cái thế ngoại giao của Việt Nam bây giờ được mạnh. Thì ông Nga có mặt tại đó không nói gì, nhưng cũng gửi ra một cái tín hiệu rất mạnh. Cái nụ cười đó là một cái nụ cười yểm trợ cho Việt Nam, chứ không phải là nụ cười yểm trợ cho Trung Quốc. Đó là ánh nhìn của tôi, thưa anh Lân. Và ông Nga cũng không cần phải lên tiếng gì, im đó. Nhưng mà Trung Quốc e ngại, là vì họ biết rằng trong cái giàn khoan 14.000 tấn xuống, đặt xuống dưới vùng biển, khu vực biển bãi Tư Chính là có phần của ông Nga. Ông Nga mà ông bị thiệt hại là chắc chắn là sẽ có chuyện đó. Đó là ánh nhìn của tôi, thưa anh Lân. Hội nghị ASEAN diễn ra từ ngày 31 tháng 7 cho tới 30 tháng 8, là ngay trong cái thời điểm mà tình hình Biển Đông đang có sự đối đầu căng thẳng như vậy. Theo luật sư nghĩ thì từ cái kết quả hội nghị này, nó sẽ có cái ảnh hưởng nào đó đối với lại cái tình hình này hay không?
một cách cụ thể nó có thể làm cho cái tình hình dịu đi hoặc là nó sẽ có một cái kết cuộc nào đó hay không thưa luật sư? Anh Lân vừa mới nói rằng là hội nghị Asia diễn ra từ ngày 31 tháng 7 cho tới ngày mùng 3 tháng 8 năm 2019. Đó là hội nghị lần thứ 52. Đúng như vậy. Ngày hôm nay chúng ta đang nói chuyện, tức là chỉ sau một ngày hội nghị bắt đầu và sau một ngày căng thẳng mà có lẽ là có lợi cho Việt Nam ở tại cái cuộc họp mở đầu là cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao, thì rất là tốt cho Việt Nam. Thế thì bây giờ đó người ta mới nói là cái cuộc họp của Asian đó là để dự trù bàn đến những cái vấn đề kinh tế hàng năm mà người ta cho rằng bây giờ là ít nhất là 580 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà nó khi vào trong cái cuộc họp đó, vừa mới mở màn thôi thì là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam là ông Phạm Bình Minh, mà như tôi đã nói là ông mở màn, ông khai mào trước, là gần giống như là một cái preemptive strike, tức là khai mào liền, tức là gần giống như đánh phủ đầu á lên ông Trung Quốc về cái vụ mà gọi là lấn sân, gọi là gây căng thẳng ở tại khu vực Bãi Tư Chính, thì nó trở thành coi như là đề tài chính yếu chiếm trọn cái buổi ngày hôm qua, tức là ngày thứ tư, và có lẽ ngày hôm nay, và có lẽ cả cái tuần này. Chúng tôi đang nói chuyện, thưa với quý vị khán thính giả, là chỉ sau một ngày có cuộc họp của khối Asian, và cuộc họp sẽ được tiếp tục thêm 2 3 ngày nữa, thì chúng tôi sẽ cập nhật hóa sau. Nhưng mà bây giờ đó là hiện giờ tôi thấy là coi như là cái đề tài của Biển Đông nó trở thành là đề tài chính yếu chiếm trọn cả cái chương trình nghị sự thay cho những cái vấn đề khác. Vậy thì câu hỏi của anh Lân là liệu nó có làm cho cái tình hình ở tại khu vực Bãi Tư Chính có lắng dịu xuống hay là căng thẳng lên thêm? Thì tôi cho rằng cái ánh nhìn của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đi là đúng nước cờ, là ông đã nêu đủ cái quan tâm và đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam trên khu vực Bãi Tư Chính. Thì á là Hoa Kỳ hỗ trợ hết mình rồi, nước Nga mỉm cười đồng thuận, mỉm cười không nói nhưng mà đồng thuận. Những bộ trưởng khác cũng nói đến cái vấn đề luật biển UNCLOS 1982, và họ nói rằng là cái anh nào đó, tức là ý ám chỉ ông Trung Quốc mà vi phạm cái này là không có được. Tuy nhiên như tôi nói rằng là chứ có một vài ký giả thôi, chưa chắc đó là của chính phủ, và có thể là vô tình họ chưa thấy thì họ nói chữ the disputed waters, thì tôi chỉ xin nói rằng là điều chỉnh hoặc là góp ý thêm cái phần đó để cho chính xác đây là khu vực của chủ quyền của Việt Nam, không có tranh chấp gì cả, không có tranh cãi chấm hết. Vậy thì đó, với cái ánh nhìn của tôi đó, ông Vương Nghị ông đi vô trong một cuộc họp mà bị bao vây bởi các bộ trưởng, bởi bao vây bởi nước, bởi hai cường quốc ít nhất là nước Nga và nước Mỹ, là cho rằng họ là cái kẻ kiếm chuyện hung hăng, thì ổng sẽ phải nhượng bước. Và những ngày tháng tới tôi tin rằng cái sự nóng bỏng ở khu vực Bãi Tư Chính nó sẽ được dịu lại, bởi vì Trung Quốc sẽ phải rút cái tàu Hải Dương 8 ra khỏi khu vực này và rút lui, để rồi Trung Quốc sẽ mở một cái trận khác ở nơi khác, hoặc là tìm cách khai thác sự phân hóa nội bộ của Việt Nam. Họ sẽ tung những cái tin vịt, tin hỏa mù để gây phân hóa, để quần chúng không hiểu gì về lãnh đạo Việt Nam thôi. Chứ còn tiến tới thêm nữa đó, thì cái thế cờ ngoại giao của họ ở ngay tại Bangkok đang diễn ra là một cái thế cờ rất bất lợi cho Trung Quốc, thưa anh Vũ Hoàng Lâm. Luật sư nãy giờ nói khá nhiều về cái việc Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam đã có một cái đoàn phủ đầu để mà hướng cái nội dung của hội nghị về cái việc căng thẳng ở Biển Đông. Trong khi luật sư nói chuyện thì tôi đang có quan sát một bài viết và có thấy một tấm hình. Trong tấm hình này thì chụp các bộ trưởng ngoại giao của các nước tham dự. Trong đó ông Phạm Bình Minh đứng ngay giữa. Cái vị trí của các vị đứng ở trong một tấm hình để chụp chung nó có quan trọng hay không thưa luật sư, khi mà thấy một tấm hình mà một người đứng ở giữa thì có vẻ như là quan trọng hơn những người đứng xung quanh? Vâng, thưa anh Lân, nhận xét tinh tế đó. Kỳ này đó
Ông Phạm Bình Minh á, được chú ý là như tôi đã nói là ông hướng dẫn cái dư luận của các bộ trưởng để tập trung vô có lẽ thành một cái đề tài kinh tế trở thành một cái đề tài chính trị nóng bỏng ở tại Biển Đông và đặc biệt là tại khu vực bãi Tư Chính, cho nên ông đã được cái sự gọi là mọi người đổ dồn cũng bắt vô rồi. Đương nhiên khi mà đưa vô đứng gọi là đứng xếp hàng mà chụp hình á thì họ nhường cho ông một cái vị trí quan trọng hơn, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là năm tới là Việt Nam sẽ thay thế là chủ tịch Asian. Đây cũng là một cái bước ngoặt để coi gần giống như là cái chuyển quyền đó, tức là một cái giai đoạn interim chuyển quyền. Thì cái transaction này nó cũng là một hình thức để báo cho biết trước là kỳ tới này Việt Nam sẽ take over, tức là sẽ là cái người điều hành chủ tịch của khối Asian. Nó là một cái vị trí quan trọng thưa anh Lân. Đương nhiên chụp hình ở trong nhà mà đứng chính giữa thì cũng là cái người được người ta chú ý đó. Thì cái việc ngoại giao quốc tế nó cũng y hệt như vậy, nên là khi nào mình đứng ở chính giữa đó là cái sự trọng tâm người ta chú ý theo dõi. Bởi vậy tôi mới nói rằng là tôi chúc mừng và khen ngợi và tặng ông Phạm Bình Minh một cái bó hoa, là vì ông đã làm một cái nước cờ trúng cho Việt Nam. Cái nước cờ nào chứ tôi không biết, chứ cái nước cờ mà hướng dẫn dư luận liền lập tức để mọi người tập trung vô cái điểm mà dân tộc Việt Nam mong muốn thì đó là bộ nước cờ hay. Vậy thì trả lời anh Vũ Hoàng Lân, đứng chụp hình chính giữa đó là một cái điều vinh dự cho Việt Nam và là một sự tinh tế, không cần nói ra ai cũng hiểu đó là một cái vị trí quan trọng. Câu hỏi này không liên quan trực tiếp tới hội nghị Asian nhưng liên quan tới cái vấn đề căng thẳng trên Biển Đông. Có giả thuyết cho rằng là Trung Quốc đang dùng cái vụ Hải Dương 8 này để là một phương pháp, một con cờ để thương lượng với Mỹ về chiến tranh thương mại vốn đang gây quá nhiều sức ép lên nền kinh tế của Trung Quốc. Luật sư nghĩ sao về cái giả thuyết đó? Và nếu có thì liệu cái việc đó, cái chiêu thức đó nó có gây cái lợi cho Trung Quốc trong cái việc thương lượng với Hoa Kỳ hay không? Thưa anh, là cái dư luận đó phải là dư luận, đó là một số ý kiến của những người bình luận gia như là trên tờ BBC cũng đã từng nêu lên, đó là Trung Quốc muốn hướng dẫn dư luận của thế giới chú ý sang một cái chuyện khác thay vì chú ý về vấn đề của Trung Quốc. Thưa luật sư, ở đây ý đây không phải là hướng dư luận nữa mà là dùng đó như là một cái lợi thế để mà thương lượng. Giống như chúng ta thấy là Hoa Kỳ dùng Đài Loan để thương lượng với Trung Quốc thì Trung Quốc liệu có dùng cái sự kiện này để thương lượng với Hoa Kỳ hay không, thưa luật sư? Cái vấn đề thứ nhất là cái vấn đề mà anh Lân nói rằng là dùng đây là một cái phương thức để đối phó với Hoa Kỳ trong vấn đề thương lượng chiến tranh thương mại. Mà có nhiều người nói rằng là kỳ vừa rồi ông Bộ trưởng Bộ Thương mại của Hoa Kỳ là ông Steve Mnuchin và ông trưởng ủy ban về điều đình thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là của Hoa Kỳ là ông Lighthizer. Hai người này dẫn một cái phái đoàn qua bên Thượng Hải, là coi như là cái thủ phủ về kinh tế của Trung Quốc á. Người ta nói đến khi mà bây giờ khi mà nói về về thủ đô đó là Bắc Kinh, mà thủ phủ về kinh tế đó thì là Thượng Hải. Giống như là Việt Nam mà nó là thủ đô là Hà Nội, mà nói về kinh tế bây giờ nó thì ở trong Sài Gòn, hay ở Việt Nam gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Thì tại vì đó là cái thành phố quan trọng về vấn đề thương mại. Thì hai ông Lighthizer và ông Steve Mnuchin qua bên Thượng Hải họp, tưởng là lâu nhưng mà rồi trong cái lúc có cái biến chuyển, người ta nói rằng là cái khu vực bãi Tư Chính rồi đủ thứ gì đó, rồi không biết sao hai ông xách túi đi về sớm, rồi nói rằng là đông lạnh lại cái cuộc điều đình thương mại. Thế thì nhiều người mới nói rằng là chắc như vậy là chắc là cái vụ bãi Tư Chính nó là một cái phương thức gì đó, một cái dụng cụ mà ông Trung Quốc ổng sử dụng hoặc là ông hướng dẫn dư luận làm cho cái gì đó Hoa Kỳ giận rồi bỏ về, hay là cái gì đó chưa đạt được như ý. Tôi cho rằng cái đó nó không có quan trọng, tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khi mà điều đình thương mại đó, ông Tổng thống Trump đã có nói trong cái cuộc họp 80 phút với ông Tập Cận Bình ở tại Osaka,
vào cuối tháng 6 năm 2019, khi mà họ về đó họ họp, thì ông Tổng thống Trump đã nói là ông muốn nhượng bước một chút xíu nào đó. Nhượng bước nhưng mà nó là để tiếp tục về điều đình về kinh tế. Và ai cũng biết rằng á, cái sự nhượng bước này đó là Quốc hội Hoa Kỳ tập trung vô là việc cao kỹ về điện toán, nhất là Huawei, ZTE và những công nghệ 5G. Còn ba cái chuyện mà gọi là Việt Nam á, nếu có đó, cái lượng hàng, nếu có cái chuyện gì á, mà ở Biển Đông nó hiện giờ đó nó chưa có đủ thấm sức vô trong cái cán cân kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cho nên nếu nói rằng đây á, là một cái đòn bẩy để mà cọ cưa với Hoa Kỳ á, thì tôi không thấy nó có cái sự thuyết phục. Nhưng rồi có người lại nói rằng là chứ không không phải vậy, là vì là Trung Quốc có lẽ là bị yếu thế với Hoa Kỳ quá nhiều trong cái cuộc chiến thương mại, mà người dân Hoa Trung Quốc cảm thấy rằng là bị mình bị thất thế, cho nên là các vị lãnh đạo của Trung Quốc mới phải dẫn hỏa dùng một cái nơi khác để mà khơi dậy lòng yêu nước của người Trung Quốc, khơi dậy lòng tự ái dân tộc vân vân, và chui vào trong đó để họ làm việc khác. Vậy thì họ mới nói đến cái chuyện gọi là chứ đưa cái tàu Hải Dương 8 xuống cái khu vực sâu xuống dưới khu vực Biển Đông, là đi qua bên Brunei, rồi cũng giả vờ nắn gân nắn cốt Brunei, rồi Mã Lai cũng vậy nữa, rồi qua nắn gân nắn cốt Mã Lai rồi mới xuống dưới bên phía Việt Nam, thì gặp ngay ông Việt Nam là cái người cự cự nữ. Tôi nói đây chỉ cự đây không nghĩa là súng ống, mà cự nữ đây là về vấn đề cả thế và lực, cự nữ đây là về thế ngoại giao đủ thứ hết. Và cái người là quốc gia duy nhất cự nữ mạnh kỳ này, Mã Lai im tiếng, Brunei không dám, Mã Lai không có dám nói nhiều, chỉ có Việt Nam. Phi Luật Tân cũng bị tàu của Trung Quốc là hút vào các cái tàu cá của Trung của Phi Luật Tân. Cho nên kỳ này trong cái hội nghị của các bộ trưởng đó, họ bộ trưởng Phi Luật Tân đó là đứng về phía Việt Nam nhiều nhất, là tại vì kỳ vừa qua đó Việt Nam cứu các cái tàu đánh cá của Phi Luật Tân bị Trung Quốc hút, rồi thì Phi Luật Tân cũng ấm ức về cái vụ nắng gân nắng cốt vừa rồi chưa dám lên tiếng, nhưng mà chỉ có Việt Nam là lên tiếng mạnh nhất. Thế người ta mới nói rằng là có lẽ là ông Trung Quốc làm điều đó để ông làm cho người dân Trung Quốc mát ruột, cảm thấy rằng là chứ ông Trung Quốc đâu có sợ ai, mạnh mà, phải không? Nhưng mà đó tôi cũng không cho rằng là như vậy. Lý do đó là nếu mà nắn gân nắn cốt mà thành công thì cái nở mặt nở mày của Trung Quốc nở lên hơn, nhưng mà nếu mà không thành công thì chắc kỳ này là cái cuộc chiến thương mại với Mỹ đã là mất mặt rồi. Bây giờ nắn gân nắn cốt ông Việt Nam lại không thành công nữa, thì cái lãnh đạo của Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, với lòng dân của họ là càng mất mặt hơn. Và chính vì nhìn ra thấy rằng là chứ họ đã phải bị mất mặt trong cái cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, và bây giờ đó mất mặt trong cái gọi là căng thẳng của khu vực bãi tư chính, thì ông Trung Quốc ông sẽ phải phản ứng. Tại vì cái loại người mà tự ái như vậy đó, lãnh đạo họ tự ái như vậy đó, thì họ sẽ phải tìm bằng cách nào đó để trả đòn. Vậy thì Trung Quốc sẽ trả đòn, chắc chắn, đó là chắc chắn. Nhưng mà trả đòn chỗ nào, trả đòn như thế nào, là những người ở Việt Nam cũng như là những người làm truyền thông nhân dân và tôi thí dụ gì đó, thì chúng ta cũng có thể, như chúng ta thì những người làm truyền thông thì mò thì nhiều hơn, đoán nhưng không dám nói, tại vì nói chặt thì chết cũng được. Thì những người lãnh đạo của Việt Nam hay lãnh đạo của Hoa Kỳ đó, hoặc là lãnh đạo của Nga hoặc là lãnh đạo của Nhật đó, họ sẽ tính toán kỹ để họ dự trù đối thủ là Trung Quốc ra quân ở chỗ nào, lúc nào, thì để dỡ lại cái sĩ diện mà ông Trung Quốc vừa mắc vừa rồi. Ông mất vừa rồi là mất hai sĩ diện luôn, chứ không phải là một sĩ diện. Mất vừa rồi cái sĩ diện cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, và nay là mất sĩ diện về cái chuyện ở khu vực bãi tư chính với Việt Nam. Thưa anh Lâm, đó là ánh nhìn của tôi. Xin cảm ơn luật sư rất nhiều. Chắc chắn chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi và bình luận về những diễn biến sắp tới của hội nghị ASEAN.
đang diễn ra ở Bangkok. Xin chào luật sư và chúc cho luật sư một chuyến đi trên đường dài an toàn, thưa luật sư. Dạ, xin cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân và xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi chương trình với tôi về những diễn biến tại cuộc họp Bộ trưởng tại Bangkok. Và xin anh Lân cũng ngay bây giờ đó thì tôi cũng xin thưa là trong tuần tới là tôi đến Nam California rồi. Tới tuần tới là chắc anh em mình sẽ cười chết luôn, có vậy thôi. Cảm ơn anh Lân và chắc là cũng sẽ gặp một số quý vị thân hữu tại Nam California tuần tới. Chắc chắn Xin là chào anh Lân và hẹn gặp quý vị kỳ sau. Dạ. chúng ta sẽ có những cái buổi hội luận trực tiếp rất là sôi nổi. Xin kính chào luật sư và xin hẹn gặp lại trong những lần tới.